Xét nghiệm 9. Amila. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ykhoa.org xin gửi đến quý vị và các bạn chủ đề Amila. 1. Nhắc lại sinh lý. Amila là một nhóm của enzyme hydrolase được sản xuất chủ yếu ở tụy và các tuyến nước bọt và với một lượng không đáng kể ở gan, niêm mạc ruột non, buồng trứng và vòi trứng. Amila tham gia vào quá trình tiêu hóa các carbohydrate phức tạp, ví dụ tinh bột thành các đoạn carbohydrate ngắn hơn. Hoạt động amila toàn phần có thể đo được trong huyết thanh, nước tiểu hay trong các dịch sinh học của cơ thể, ví dụ dịch cổ trướng, dịch màng phổi, vân vân. Hoạt động toàn phần này là tổng hoạt động của hai isoenzyme chính, isoenzyme P có nguồn gốc từ tụy và isoenzyme S có nguồn gốc từ tuyến nước bọt. Isoenzyme tip S chiếm ưu thế hơn một chút. Thông thường, có thể đo được hoạt động amila trong huyết thanh và trong nước tiểu. Có rất nhiều nguyên nhân gây tăng hoạt động amila máu và hoặc amila nước tiểu. Ngoài viêm tuyến nước bọt, tình trạng gia tăng rõ rệt hoạt độ amila gợi ý trước tiên tới chẩn đoán viêm tụy cấp hay đợt tiến triển cấp của viêm tụy mạn. Nếu không thấy có tình trạng viêm tụy, cần yêu cầu đo hoạt độ isoenzyme P và S. 2. Mục đích và chỉ định xét nghiệm. Để chẩn đoán và theo dõi viêm tụy cấp, đợt cấp của viêm tụy mạn và các bệnh lý tụy khác. Xét nghiệm được chỉ định trong quy trình thăm dò chẩn đoán đối với tất cả các sự cố viêm trong ổ bụng. 3. Cách lấy bệnh phẩm. Máu, xét nghiệm được thực hiện trên huyết thanh. Yêu cầu bệnh nhân nhịn ăn trước khi lấy máu xét nghiệm. Nước tiểu, thu bệnh phẩm nước tiểu 24 giờ. Nước tiểu được bảo quản trong tủ mát hay trong đá lạnh. 4. Giá trị bình thường. Amila máu. Người lớn, 53-123 đơn vị trên lít hay 0,88-2,05 nanocato trên lít. Người có tuổi, tăng nhẹ so với giá trị bình thường. Amila niệu, 0-375 đơn vị trên lít hay 0-6,25 microcato trên lít. 5. Tăng hoạt độ amila máu. Các nguyên nhân chính thường gặp là viêm tụy cấp do rượu, tự miễn, đợt tiến triển cấp của viêm tụy mạn, viêm tụy cấp do thuốc, ví dụ acid amino salicylic, azathioprine, corticosteroid, desamethasone, acid ethacrynic, furosemide, thiazide, fenformin, triamcinolon, tắc nghẽn ống tụy do sỏi hoặc ung thư biểu mô, bệnh lý đường mật, sỏi ống mật chủ, viêm túi mật cấp, biến chứng của viêm tụy, nang giả tụy, cổ trướng, áp xe. Chấn thương tụy, ví dụ, chấn thương bụng, sau khi tiến hành chụp tụy đường mật ngược dòng qua nội soi, tính thấm của đường tiêu hóa bị biến đổi, bệnh ruột do thiếu máu cục bộ hoặc thủng ruột non, thủng ổ loét dạ dày tá tràng hay thủng ổ loét vào hậu cung mạc nối, thủng thực quản, ngộ độc rượu cấp, bệnh lý tuyến nước bọt, viêm tuyến nước bọt, quai bị, tắc nghẽn ống dẫn nước bọt do sỏi, sau tia xạ, các khối u ác tính nhất là ung thư tụy, phổi, buồng trứng, thực quản, vú và đại tràng. Thường hoạt độ amila tăng rất cao trên 25 lần giới hạn bình thường cao và mức tăng này hiếm khi được gặp trong viêm tụy cấp. Suy thận giai đoạn cuối, hoạt độ amila máu tăng ngay cả khi không có viêm tụy. Các nguyên nhân khác. Bệnh gan mạn. Ví dụ, xơ gan với nồng độ amila bình thường tăng bé hơn hoặc bằng 2 lần giá trị bình thường. Nhiễm toan cetone do đái tháo đường, tăng lipid máu, cường chức năng tuyến giáp. Có thai, bao gồm cả chứa ngoài tử cung vỡ, u nang buồng trứng, bỏng, phẫu thuật lồng ngực gần đây. Phình tắc động mạch chủ, đái myoglobin, vỡ lách, một số trường hợp chảy máu nội sọ, cơ chế không được biết. 6. Giảm hoạt độ amila máu. Nguyên nhân thường gặp là tình trạng phá hủy bị nặng và lan rộng, ví dụ viêm tụy cấp bùng phát, viêm tụy mạn giai đoạn cuối, xơ hóa nang giai đoạn cuối, tổn thương gan nặng, ví dụ viêm gan, nhiễm độc thai nghén, nhiễm độc giáp nặng, bỏng nặng. 7. Các yếu tố góp phần làm thay đổi kết quả xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm bị vỡ hồng cầu có thể làm thay đổi kết quả xét nghiệm. Bệnh phẩm bị nhiễm bẩn nước bọt có thể gây tăng giả tạo kết quả xét nghiệm, tăng triglycerid nặng, trên 5 lần giá trị bình thường cao, có thể gây tình trạng ức chế hoạt độ enzyme. Suy thận cũng có thể gây tăng vừa hoạt độ amila huyết thanh. Các thuốc có thể làm tăng hoạt độ amila huyết thanh là acetaminophen, kháng sinh, aspirin, corticosteroid, estrogen, furosemide, thuốc kháng viêm không phải steroid, prednisone, salicylate và các lợi tiểu nhóm thiazide. Các thuốc có thể làm tăng hoạt độ amila niệu là rượu, aspirin, betancol, codeine, indometacin, meperzidin, morphine, pentazocin, thuốc lợi tiểu nhóm thiazide. Các thuốc có thể làm giảm nồng độ amila huyết thanh là citrat, oxalat do gắn với ion canxi. Các thuốc có thể làm giảm hoạt độ amila niệu là fluorid, gluco. 8. Lợi ích của xét nghiệm đo hoạt độ amila máu và nước tiểu. Xét nghiệm không thể thiếu đối với tất cả trường hợp đau bụng bị nghi vấn do nguồn gốc tụy và các trường hợp vàng da không rõ nguồn gốc.
Đo hoạt độ amila huyết thanh thường được thực hiện để chẩn đoán phân biệt tình trạng đau bụng do viêm tụy cấp với đau bụng cần điều trị ngoại khoa do các nguyên nhân khác. Hoạt độ amila huyết thanh bắt đầu tăng lên từ 3 đến 6 giờ sau khi xảy ra tình trạng viêm tụy cấp và đạt giá trị đỉnh vào khoảng giờ thứ 24. Hoạt độ này trở lại giá trị bình thường sau đó 2 đến 3 ngày. Hoạt độ amila niệu phản ánh các thay đổi của hoạt độ amila huyết thanh sau một khoảng thời gian kể từ 6 đến 10 giờ. Hoạt độ amila niệu tăng cao trong vòng 7 đến 10 ngày. Vì vậy, xét nghiệm hoạt độ amila niệu là một xét nghiệm hữu ích để chứng minh có tình trạng viêm tụy cấp sau khi hoạt độ amila huyết thanh đã trở về bình thường. Một gợi ý là tăng hoạt độ amila huyết thanh lên mức trên 1.000 đơn vị SOMOGI thường do các tổn thương có thể sửa chữa được bằng phẫu thuật. Thường gặp nhất là sỏi trong đường mật, với mô tụy chỉ bị phù hoặc không bị tổn thương, tuy nhiên mức tăng 200 đến 500 đơn vị SOMOGI thường được kết hợp với tổn thương tụy và không sửa chữa được bằng phẫu thuật, ví dụ chảy máu tụy, hoại tử tụy. Cũng có thể định lượng hoạt độ amila trong dịch cổ trướng hay dịch màng phổi. Tăng hoạt độ amila trong các dịch này trên 1.000 đơn vị trên lít, gợi ý tràn dịch có nguồn gốc từ tụy. 9. Các hướng dẫn thực hành lâm sàng dựa trên y học bằng chứng. Chẩn đoán viêm tụy cấp được nghi vấn ở các bệnh nhân có biểu hiện đau bụng vùng thượng vị với khởi đầu cấp tính, tăng nhanh trong mức độ nặng và diễn biến không thuyên giảm. Hoạt độ amila và hoặc lipa huyết thanh lớn hơn hoặc bằng 3 lần giá trị bình thường được coi là có giá trị chẩn đoán. 10. Các cảnh báo lâm sàng. Điển hình ra, phải đánh giá cả hoạt độ amila và lipa huyết thanh đối với các trường hợp nghi ngờ viêm tụy cấp. Một số bệnh nhân bị viêm tụy cấp song không thấy có tăng bất thường enzyme tụy. Hoạt độ amila máu thường trong giới hạn bình thường ở bệnh nhân viêm tụy cấp do rượu. Hoạt độ amila huyết thanh với hoạt độ amila niệu thấp có thể được gặp ở bệnh nhân suy thận. Hoạt độ amila huyết thanh bé hơn hoặc bằng 4 lần giá trị bình thường ở các bệnh nhân có bệnh thận nên khi độ thanh thải creatinine 50ml trên phút do sự hiện diện của các isoamila nguồn gốc tụy hoặc nước bọt. Song hoạt động này hiếm khi tăng trên 4 lần giá trị bình thường khi không có tình trạng viêm tụy cấp. Một số bệnh nhân thường có tình trạng tăng amila máu được biết dưới tên macroamila. Tình trạng này được xác định khi bệnh nhân có tăng hoạt độ amila máu nhưng amila niệu bình thường và không có tình trạng suy thận. Tăng cao bất thường hoạt độ amila máu ở các bệnh nhân này là do amila được gắn bất thường với một globulin huyết tương và không được chẩn đoán có viêm tụy cấp. Tính hệ số amila trên độ thanh thải creatinine niệu giúp làm sáng tỏ tình trạng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm nút thích, theo dõi và đăng ký kênh để cập nhật các thông tin y khoa chính xác và mới nhất nhé!